Xin chào, tôi là Trương Văn Gấm. Tôi hiện là trọng tài, là huấn luyện viên của câu lạc bộ khiêu vũ Tân Hiệp 2. Hôm nay tôi vinh hạnh được học viện công ty Bước Nhảy Hoàng Vũ Việt Nam mời về tập huấn nâng cấp trọng tài 2012, trọng tài khiêu vũ nghệ thuật và trọng tài dance sport. Tôi xin chúc cho buổi họp mặt trọng tài 2012 thành công tốt đẹp.